các bạn ơi. Đấy, giờ thấy cả bao nhiêu hết ông Liên rồi qua ông Cát. Bây giờ này cao điểm. Ban tổ chức viện và các bạn, tôi là một người con tổng lãnh sự quán Indonesia do ông Yatihari Winato làm trưởng đoàn và quý đồng chí Phan Văn Khải. Tôi nhà tôi ở Củ Chi, tôi cũng muốn đến viếng và tôi cũng vừa viếng xong bác, và tôi cảm thấy rằng mình hãnh diện khi có một người con Củ Chi. Hôm qua trên cái chương trình thì tôi thấy là lễ quốc tang cả ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc này thì đó là một vinh dự của một người con Củ Chi. Nhà tôi thì cũng không gần nhà bác Sáu lắm. Tuy nhiên rằng là những cái điều mà bác Sáu làm cho cả nước, mà đặc biệt là huyện Củ Chi, làm tôi ngưỡng mộ bác. Hôm trước thì cũng có dự định là sẽ đến nhà để mà viếng, nhưng mà sau đó thì nghe nói cá nhân thì không có được đến viếng, cho nên tôi quyết định đến dinh thống nhất này. Quý vị và các bạn nghe cái âm thanh của lễ viếng. Đây là dinh thống nhất. Để được vào thì chúng ta phải đăng ký theo từng đoàn. Còn trong trường hợp đi cá nhân như tôi á, thì chúng ta sẽ được tổng lãnh sự Malaysia do ông Sofia Aman Abkarim tổng lãnh sự làm trưởng đoàn và quý đồng chí Phan Văn Khải. Vì đây là quốc tang cho nên tất cả các chương trình hoạt động giải trí sẽ được nghỉ. Và trong ngày hôm nay lúc 11 giờ thì sẽ đưa bác Sáu về Củ Chi trên cái mời đoàn quân đoàn quận 1 do đồng chí Nguyễn Vũ Linh bí thư quận đoàn làm trưởng đoàn và quý đồng chí Phan Văn Khải. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Hội người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Châu Minh Tỷ trưởng ban đại diện làm trưởng đoàn và quý đồng chí Phan Văn Khải. Châu Minh Hiếu đang phó chủ tịch của Tân Lực. Quý vị và các bạn thấy không, từng đoàn người đến dinh thống nhất, có thể rằng là những người chưa từng quen biết bác Sáu, cũng có những người đã từng làm việc và công tác chung với bác Sáu. Một cái niềm tự hào của dân Củ Chi, đất lửa hoa hồng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp do ông Nguyễn Quốc Dũng, phó hiệu trưởng làm trưởng đoàn và quý đồng chí Phan Văn Khải.
vĩnh biệt bác Sáu. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, do ông Trịnh Hòa Quân phó hiệu trưởng làm trưởng đoàn và viếng đồng chí Phan Văn. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng trước dinh Thống Nhất. Hôm nay là cái ngày mà bác Sáu Phan Văn Khải mất và được tổ chức quốc tang tại dinh Thống Nhất. Là một người con Củ Chi thì tôi cũng cảm thấy vinh dự cho cái điều này, vì tôi cũng là người ở thế hệ sau. Tôi cũng chỉ biết bác Khải qua hai nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ. Hôm trước thì vào khoảng mùng 6 Tết thì tôi có đến và gặp một cái anh công chứng viên, thì anh bảo bác Sáu đang bệnh nặng và khả năng là không qua khỏi. Tôi cũng cảm thấy là buồn, và không ngờ thì chỉ một thời gian ngắn thì bác Sáu đã đi. Và vài hôm nay ở trên phương tiện thông tin đại chúng thì có đọc về điếu văn, về tiểu sử, về rất nhiều về một người con, một người đồng chí, một người nguyên thủ quốc gia. Nhưng đứng với góc độ của một người dân Củ Chi, tôi chỉ có một cái cảm nhận nhỏ rằng bác Sáu là một người dễ gần. Bác Sáu là một người dễ gần và là một người dân của Củ Chi, thì tôi cũng cảm thấy rằng tự hào khi có một người bác Sáu đã cống hiến ít nhất là cho cái công cuộc xây dựng đất nước. Tôi cũng không có tiếp xúc với bác Sáu, tuy nhiên thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cảm nhận của một người con Củ Chi, một người cháu, thì tôi cảm nhận là bác Sáu rất là gần gũi. Trên cái phương tiện thông tin đại chúng thì mấy bữa nay là quốc tang, cho nên treo cờ rủ và được trọng thể tại dinh Thống Nhất, và như có cả ở Hà Nội nữa. Hồi nãy thì lúc mà mới bước vào thì tôi cũng không rõ là với tư cách là cá nhân mình có thể vào viếng bác Sáu được hay không. Tuy nhiên mọi người nói thì cứ vô đăng ký và hòa nhập với đoàn. Thì tôi cũng vừa đã viếng bác ra. Bác được nằm tại nhà và sau đó thì di hài chuyển về dinh Thống Nhất để tổ chức trọng thể. Sau khi tổ chức tại dinh Thống Nhất thì được chuyển về Nghĩa Trang, xã Tân Thông Hội, nơi quê hương của bác, cũng là nơi quê hương của huyện Củ Chi, nơi bác đã được sinh ra. Quý vị và các bạn thấy không, từng đoàn người đã bỏ vào và đăng ký, mỗi một người chỉ được vài phút. Bác nằm đó trên một cái quan tài có cái cờ đỏ sao vàng. Thì nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn đi trực tiếp thì quý vị và các bạn sẽ thấy
đó là hình ảnh của người có công với nước, nguyên thủ tướng chính phủ, hình như là hai nhiệm kỳ thì phải. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh